Real Madrid biến những giấc mơ của Liverpool thành ác mộng như thế nào? Liverpool sẽ chạm trán Real Madrid, đội bóng từng 14 lần vô địch châu Âu, tại lượt đi vòng 1 trên 8 Champions League vào dạng sáng mai, 22 tháng 2, với hy vọng lịch sử gần đây không lặp lại. Real dùng mối thù làm cú hích. Liverpool là một trong những đối thủ hành hạ, chính Real Madrid trong những lần đụng độ đầu tiên. Hãy nhớ lại pha lập công ấn định chiến thắng của Alan Kennedy trong trận chung kết cúp C1 năm 1981 ở Paris, hay chiến thắng 4-0 của Liverpool dưới thời Rafa Benitez trước Los Blancos ở vòng 1 trên 8 Champions League 2008 trên 9. Vào đêm trước trận cầu ấy, Marca một tờ báo thân Real giật dòng tít, đây là Anfield. Vậy thì sao? Kết quả, kền kiền trắng thảm bại. Liverpool cũng đã thắng trận lượt đi giữa hai đội ngay tại Santiago Bernabeu với tỷ số 1-0 nhờ công của Jose Benayun trong 4 tuần được coi là hay nhất dưới triều đại của Benitez khi đội bóng của ông cũng thắng Man United để mơ về cú đúp Premier League và Champions League. Chuyện diễn ra như trong mơ, bởi ngay cả những bản hợp đồng tệ hại như André Ados, Sena cũng biết cách ghi bàn. Tuy nhiên, giữa sự tàn phá của thất bại nặng nề, Real Madrid đã vô tình gieo mầm mống cho sự sa sút nhanh chóng của Liverpool, khi chủ tịch Florentino Perez hứa sẽ đầu tư mạnh mẽ tái thiết câu lạc bộ. Sau khi bất thành trong nỗ lực trèo kéo Zera đến Tây Ban Nha trong những năm trước, sự chú ý của Perez đổ dồn vào tiền vệ Sabi Alonso của Liverpool hè 2009, Alonso đến Bernabeu cùng kỳ chuyển nhượng với những Cristiano Ronaldo và Karim Benzema. Real bắt đầu xây dựng một giải ngân hàng mới, trở thành nòng cốt giúp họ đoạt thêm năm chức vô địch Champions League trong 13 năm. Với Liverpool của Benitez, ngày tàn đã cận kề. Giám đốc điều hành Rick Perry đã nghỉ việc giữa trận lượt đi, và về của hai đội năm 2009, do quá mệt mỏi với quyền sở hữu bất thường của Tom Hicks và Jock Zilic. Liverpool cũng không bao giờ đứng nổi dậy sau vụ bán Alonso. Sau khi bị loại khỏi Champions League năm 2010, Benitez ra đi. Hicks và Zilic buộc phải bán câu lạc bộ vì không còn khả năng trả nợ. Phải 4 năm sau, Liverpool mới lại được hít thở bầu không khí Champions League. Trận thắng gần đây nhất của Liverpool trước Real Madrid đã mang đến những ký ức vui buồn lẫn lộn, như một màn trình diễn trọn vẹn ở châu Âu trong một kỷ nguyên đầy biến động của câu lạc bộ. Bắt đầu sự kết thúc của Zira tại Liverpool. Chiến thắng trước Real năm 2009 mang đến một tương lai đầy hứa hẹn cho Liverpool nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Cuộc hội ngộ giữa hai đội 5 năm sau đó ở vòng bảng Champions League cho thấy Liverpool đã xa sút như thế nào. Cảm giác hồi hộp khi Liverpool trở lại sân khấu lớn nhất châu Âu khiến bầu không khí ở Anfield trở nên nóng rực. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, Real đã dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trong một trận đấu được nhớ đến nhiều nhất khi Mario Balotelli đổi áo với Pepe ở giờ nghỉ giữa hiệp. Balotelli bị trách mắng và được rút ra khỏi sân. Nó tóm tắt tâm trạng chung của sự tôn trọng. Chủ đề này tiếp tục diễn ra ở trận lượt về. Nhận thấy đội bóng của mình không có cơ hội hárian, huấn luyện viên huấn luyện viên Brandon Rose đã chọn một đội hình yếu hơn nhằm dành sức cho trận gặp Chelsea ở Premier League. Có sự phân biệt nghiêm trọng khi Steven Zera và Raheem Sterling nằm trong số những người được nghỉ ngơi. Đối với Zera đội trưởng của Liverpool khi ấy, đó là giọt nước tràn ly giữa lúc anh cùng câu lạc bộ đang đàm phán hợp đồng mới. Zera viết trong cuốn tự truyện của mình sự thất vọng của tôi sâu đến mức tôi gần như quyết định rằng đã đến lúc phải thay đổi. Làm sao tôi có thể tiếp tục chơi cho Liverpool thêm một năm nữa nếu đây là những đêm trống trải chờ đợi tôi? Hai tháng sau, Zera thông báo ý định gia nhập La Galaxy, còn Sterling sẽ ra đi vào cùng mùa hè. Dù Roger vẫn bám trụ đến mùa giải kế tiếp, nhưng Liverpool đã bắt đầu quá trình xác định Jurgen Klopp là người kế nhiệm tại Anfield. Như một sự sắp xếp của định mệnh, cựu thuyền trưởng Jock Moon đánh dấu trận cầm quân đầu tiên ở Champions League khi dẫn dắt Liverpool vào đúng dịp kỷ niệm một năm thất bại 0 đến 3 của câu lạc bộ trước Real Madrid và thời kỳ phục hưng bắt đầu. Zera chia tay Liverpool năm 2015, Zera chia tay Liverpool năm 2015. Diệp của cây AUS tại Liverpool. Đó là một Liverpool hoàn toàn khác, trong những hoàn cảnh hoàn toàn khác, gặp Real Madrid ở trận chung kết Champions League 2017 18. Trận đấu được nhớ đến với chấn thương vai của Mohamed Salah và những sai lầm đã đi vào giai thoại của thủ thành Loris Karius. Liverpool cảm thấy đã sẵn sàng để giành chiến thắng vào ngày hôm đó ở Kiev, xong một lần nữa ôm hận trước kền kiền trắng. Vào ngày sau thất bại, club đã có cho mình viện binh, đó là bản hợp đồng Fabinho từ Monaco. Sai lầm không thể cứu vãn của Karius đã buộc kế hoạch chuyển nhượng của club phải thay đổi lịch sử, thay đổi lịch sử. Vài tuần trước trận chung kết Champions League với Real, Liverpool đã đồng ý khoản phí 53 triệu bảng với Lyon để chiêu mộ tiền vệ công Nabil kia. Ngay sau đó, Liverpool rút lui với lý do kiểm tra y tế không thành công và chuyển hướng các nguồn lực của mình để biến Alisson Becker trở thành thủ môn đắt giá nhất từ trước đến nay. Điều đáng ngờ là Klopp biết ông phải có sự lựa chọn giữa một thủ môn mới hoặc người thay thế cho Philippe Coutinho bởi Jerez không có đủ tài chính để đầu tư cả hai vị trí. Chưa rõ nội tình thực sự ở vụ phe kia ra sao, nhưng việc Liverpool bỏ nhiều tiền chiêu mộ Alisson đã giúp họ tìm ra mảnh ghép hoàn hảo để giành mọi danh hiệu lớn trong 4 năm sau đó. Liệu Liverpool có dám bạo chi cho thủ môn xuất sắc nhất của họ kể từ thời gian Clemens? Nếu cây Ayus không có màn trình diễn đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh ở cấp câu lạc bộ tại Kiev. Chúng ta đang nói về chuyện đã rồi, song không còn nghi ngờ gì nữa. Quan điểm cuối cùng đã củng cố quan điểm của Klopp rằng một thủ môn đẳng cấp thế giới là ưu tiên tuyệt đối với Liverpool. Địa ngục Madrid tiếp diễn. Klopp chắc hẳn các vị thần bóng đá quyết tâm đảm bảo đội Liverpool của ông không bao giờ có thể đối đầu với Real trong điều kiện bình thường. Trong 3 năm, Liverpool đã đau đáu về một hình thức trả thù nào đó, cho những gì đã xảy ở trận chung kết năm 2018, tự hỏi liệu Sergio Ramos sẽ nhận được phản ứng gì từ một Zeres giận dữ. Thế nhưng, trận tứ kết Champions League 2020 21 giữa Liverpool và Real lại diễn ra trên sân không khán giả vì Covid-19. Trận lượt đi tranh tài tại sân tập của Real và đội hình sức mẻ của Liverpool đã chúc lấy thất bại 1-3 trong ngày Vinicius Junior trói sáng. Ở màn tái đấu, Liverpool đã không thể tung ra cú đấm, nào trên một sân Anfield chống trải, vô hồn. Không phải lần đầu tiên Klopp bị ám ảnh với thời điểm giáp mặt Real Madrid. Tuy nhiên, thất bại một lần nữa tạo ra một phản ứng phi thường. Sau trận thua trước Real vào ngày 6 tháng 4 năm 2021, Liverpool chỉ phải nhận thêm 3 thất bại nữa trong 13 tháng kế tiếp, chuỗi thành tích đáng kinh ngạc. Thế nhưng, Mạch trận gần như bất khả chiến bại ấy đã kết thúc một cách đáng thất vọng, thất vọng với trận đấu đỉnh cao tiếp theo của họ cùng đội bóng của Carlo Ancelotti. Chấm dứt giấc mơ ăn ba của club tại Paris. Lần gặp nhau gần đây nhất giữa hai đội là trận chung kết Champions League 2021/22 tại Paris. Đó là một đêm mà Thibaut Courtois đã chơi như lên đồng để làm nản lòng mọi pha dứt điểm của Liverpool. Phía bên trên, Vinicius đã tận dụng tốt thời cơ để hạ sát đại diện Premier League. Trận chung kết năm sau ở đâu? Istanbul các bạn hãy đặt phòng khách sạn trước đi. club hùng hồn tuyên bố sau thất bại của Liverpool. Một phản ứng tích cực, nhưng nó cho thấy chiến lược gia người Đức không nhìn thấy những vấn đề của Liverpool ở mùa giải sắp tới. Người hâm mộ đã không thể nhận ra Liverpool kể từ đó, khi đội bóng giờ đây vật lộn trong việc tìm chỗ đứng trong top 4 ngoại hạng Anh. Các cuộc đọ sức với Real năm 2021 và 2022 đã đánh dấu phong độ ngoạn mục của Liverpool, nhưng vào dạng sáng mai 22 tháng 2, mọi chuyện đã hoàn toàn khác jerez chỉ mới có những dấu hiệu hồi phục tạm thời qua hai trận đấu gần nhất và chưa biết chừng họ sẽ lại phải một lần nữa ôm hận trước đối thủ kỵ dơ mang trên Lian